đội hình phải lùi về khá sâu của các cầu thủ bên phía đá nhạn. Đường chuyền dài đánh đâu không vào. Tình huống phản xạ của tốt của thủ thành bên phía tám nhạn, thủ thành Huy Hoàng. Chút quả đánh đầu vừa rồi của số 6 Hiếu. Hai số 6 đang chạm trán với nhau và vừa rồi thì số 6 về phía các thủ của Cầu Ghén đã tạo ra được một tình huống thực sự là đáng chú ý. Tình huống đánh đầu cố gắng đưa bóng về góc xa. Tuy nhiên thì đã mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tư tốn. Tiếp tục là Hiếu đưa bóng vào trong đầy rồi chân trái vô. Tỷ số được mở là 1-0 dành cho các thủ của Cầu Ghén. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng cực kỳ đẳng cấp vừa được tạo ra của Long. Hiếu là người đã đưa bóng thuận lợi vào phía trong, xử lý một nhịp trước khi tung ra cú sút bằng chân trái cực kỳ móc. Đánh bại thủ thành bên phía Thu Hải để mở tỷ số là 1-0. Sau rất nhiều nỗ lực thì chúng ta cũng đã được chứng kiến bàn thắng. Hãy đánh đầu. Pha bóng cực kỳ lập bập được tạo ra cơ hội nữa. Rõ ràng là với góc sút như vừa rồi thì không có quá nhiều những sự khó khăn dành cho số 2. Chúng ta cùng theo dõi lại với bàn thắng thứ hai của các cầu thủ bên phía Cầu Ghén. Các cầu thủ bên phía Thu Hải đã để cho đối phương kiểm soát thế trận. Và tới thời điểm hiện tại thì đã để cho đối phương có bàn thắng thứ hai. 2-0. Cũng không có bất ngờ khi bật đầu bóng. Bàn thắng thứ ba dành cho các thủ của Cầu Ghén. Và cùng theo dõi lại với tình huống phối hợp của các cầu thủ áo xanh. 3-0 rồi. Đó là một đường chuyền mà dường như là đánh bại hoàn toàn hệ thống phòng ngự của các thủ bên phía Thu Hải và thực hiện tình huống dứt điểm của số 6 đó là Hiếu rất ngẫu hứng. Vẫn có thể đến được vị trí của đồng đội. Sau rất nhiều những nỗ lực thì các thủ bên phía Thu Hải cũng đã có thể có được bàn thắng. Cần phải triển khai với một nỗ lực ở giữa sân, sau đó là đưa bóng lên phía trên rất trống trải dành cho cầu thủ mang chéo số 05. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này. Mặc dù là pha bóng đi đúng vị trí của thủ thành bên phía Cầu Ghén, nhưng cũng đã khiến cho thủ thành mang chéo số 07 bất ngờ. Tỷ số đã được rút ngắn rồi. Đó là cái biển cũng chỉ còn là 2 bàn nữa mà thôi. Tuy nhiên thì ngay sau đó các thủ của Cầu Ghén cũng đã đưa trận đấu của mình trở lại với trận thái sân trước là 3 bàn. Tỷ số 4-1, gần công là cầu thủ mang chiếc áo số 10. Anh vẫn được đẩy lên đá cao và cũng đã có bàn thắng dành cho Cầu Ghén. Và đội bóng ở trong thời điểm. Kể cả vị trí tiền vệ cũng đã thay đổi và đó là cú sút và không có những sự đảm bảo tốt của thủ thành bên phía Thu Hải. Tỷ số là 5-1. Cái biệt được tạo ra là 4 bàn. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này và đó là cú đúp của Hiếu. Hiếu đã có cho mình cú đúp. Và sau khi rất chủ động của Long. Quá người hay. Đây rồi, có cơ hội. Và bàn thắng tiếp theo, bàn thắng thứ 6 và cũng là cú đúp thứ 3 của các thủ bên phía Cầu Ghén. Anh vẫn là người đã có được bàn thắng thứ 6. Nhưng đường chuyền trước đó cực kỳ tốt của Tiểu Điệp. Đường chuyền bóng có độ xoáy và ở phía trên đúng đến vị trí của đồng đội phía trên. Bình tĩnh. Bàn thắng thứ 7 của các thủ bên phía Cầu Ghén. Và đá phạt
rất tốt của cầu thủ này. Không cần phải quá mạnh, nhưng độ hiểm móc là rất cao. Chúng ta cùng theo dõi lại. Bóng xé hàng nào, mặc dù là thủ thành Huy Hoàng đã có những can thiệp, tuy nhiên thì cũng không thể giúp cho các cầu thủ của Tú Hải có thể tránh với bàn thua vừa rồi. Tá Trần, cầu thủ Manchester số 5 vẫn đang có cho mình những cơ hội. Tuy nhiên thì cũng không phải là dễ dàng, cú sút ra. Hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ của Tú Hải, các cầu thủ Tám Trận đã thay đổi kịch bản. Hãy theo dõi lại với pha bóng này. Rất nhiều những tình huống nhấp nhả trước khi tung ra cú sút của Tuấn Lộc. Tỷ số đã được rút ngắn 2-7. Đội di chuyển ở cánh phải, thêm một cú sút ra. Tiếp tục là một bàn đăng nữa. Tú Hải đang cực kỳ nỗ lực ở trong khoảng thời điểm này. Rất nhiều những cú sút được tạo ra vẫn là góc phải. Cú sút cực căng. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này. Người đá dứt điểm, cầu thủ mang chiếc áo số 18. 3 bàn đăng đến từ 3 cầu thủ khác nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là các cầu thủ của Tám Trận đã có cho mình những bàn đăng ở trong hiệp thi đấu thứ hai liên tiếp. Điều này cũng sẽ khiến cho tâm lý thi đấu của anh cho Tám Trận. Tuy nhiên thì Tám Trận cũng đã bị chiếc càng rất sắt. Và điều gì đến cũng phải đến các cầu thủ của Cầu Khen. Họ cũng đã có được bàn đăng ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Một chế độ rất nhanh được tạo ra. Cú sút chéo góc. Thủ thành của các cầu thủ bên phía Tám Trận cũng rất khó khăn. Bóng đi đúng vị trí của thủ thành này. Cú phát xít. Được chuyển dài đánh đâu. Tám Trận là người đã giúp cho các cầu thủ của Thu Hải có bàn thắng tiếp theo. Chúng ta cùng theo dõi lại với tình huống này. Ở cánh phải lúc này đang là việc rất hiệu quả của các thủ Tám Trận. Thì cũng bật cao và có điểm chạm ở phía trên dành cho số 6 Tám Trận. Khó dành cho các vẫn đang còn là rất khó khăn dành cho các thủ của Tám Trận. Nhưng mà lúc này họ cần phải có cho mình 4 bàn nữa. Và điều kiên quyết là không để đối phương ghi bàn. Hết sang. Kết thúc cuối cùng đó là Nguyễn Ông, cầu thủ mang chiếc áo số 9. Hết sang đã thực hiện cú dứt điểm. Mặc dù đã có những can thiệp tốt của thủ thành bên phía Tám Trận, tuy nhiên đó là một tình huống dứt điểm bóng cực kỳ xoáy. Pha bóng này thì cũng không thể trách được thủ thành. Cái bóng cũng đã bật ra đúng đến vị trí và nỗ lực băng xuống của Nguyễn Hùng. Thủ thành của các cầu thủ bên phía Tám Trận đang làm thực sự đang làm khá. Và phát sinh khá nhanh. Bóng bật ra. Tuyến đây. Chưa thực hiện cú sút này rồi, không vào. Bóng khá lập bập. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Sau cùng thì cũng đã có được bàn thắng dành cho các thủ của Cầu Khen. Trước đó cũng là một pha bóng mà các cầu thủ bên phía Tám Trận cũng phải thoát tim. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha bóng này. Mười bàn thắng dành cho các cầu thủ của Cầu Khen. Về bên phía các cầu thủ của Tú Hải thì sau khi nhận bàn thua rồi thì tiếp tục có thêm những sự thay đổi gầy. Đội bóng vào tốt của Long, cú sút xa. Hiếu là người đã thực hiện cú sút ở ngay khu vực giữa sân. Rất bất ngờ được tạo ra Hiếu cùng với Long. Hai cầu thủ đã có rất nhiều những tình huống bất nhà ở trong hiệp thi đấu nhất và quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai thì vẫn vậy. Bóng cực kỳ xoay khiến cho thủ thành của các thủ bên phía Tám Trận cũng đã cực kỳ bất ngờ.
Hey, đây là Hiếu, Parker. Không được, chưa có Parker nhưng mà Tám Chàng cũng đã băng ra rất chủ động và có tình huống can thiệp. Tám Chàng giờ cao, mất bóng sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Và cho tới lúc này thì trọng tài cũng đã vừa gọi để kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ của Cương Hén và FC Tám Chàng. Tỷ số chung cuộc là 11-4 nghiêng về cho các cầu thủ của Cương Hén. Một trận đấu, một chiến thắng cực kỳ thuyết phục của đội bóng này. Cảm ơn hai đội bóng đã mang đến trận đấu tuyệt vời này và cảm ơn tất cả quý các bạn đã có theo dõi. Lúc này thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở trong những trận đấu tiếp theo.